Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Thì hôm nay là rất có duyên để trở lại với Cali. Thì Nhật Cường với nghệ sĩ Văn Ruy bay từ Virginia bay qua đây để diễn một cái show tại Casino Bellard, diễn chung với những ca sĩ Hồng Ngọc, Đoan Hồ, Trường Vũ, vân vân. Thì hôm nay có dịp quay lại Cali thăm những người em là Lộc Lê với Phúc Anh. Thì nay là mấy anh em cũng có nhà ý cùng nhau là một cái clip nho nhỏ để chia sẻ cả nhà là tới thăm mộ của nghệ sĩ Chí Tài. Mình chỉ lái xe thôi nha, nhưng mà có người dẫn đường là Lộc Lê biết cái con đường để đến mộ của Chí Tài. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đây là từ ngày anh Tài mất đến ngày hôm nay thì cái duyên được đi diễn ở đây rồi ghé thăm anh Tài, nên đang rất là nôn nao để đến thăm anh, chỗ anh yên nghỉ. Cũng qua cái kênh này gửi lời chúc tất cả quý vị được thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ. Mình tên là Phúc Anh, em của mấy anh em ở đây. Bữa nay mình rất là vui mình được có cơ hội mình xuống thăm mộ anh Chí Tài. Thì mình cũng rất là hồi hộp. Thì hôm nay cũng rất là hân hạnh được đi cùng với là anh Nhật Cường và anh Văn Ruy. Thôi bây giờ mình đi tới đó nha. Cái mộ Chí Tài này thì em cũng quay nhiều lần rồi, thì các bạn cứ theo ủng hộ nhé. Là mình muốn nói điều rồi đang đèn đỏ cho nên phải ngừng lại chờ tí xíu, hết đèn đỏ mới chạy xe tiếp. Cái thứ hai nữa là chỉ là biết cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh, và không quên chúc mạnh khỏe vậy thôi, có sức khỏe mới có tất cả, mạnh khỏe vui vẻ. Và bây giờ mình đi New Zealand. Từ đây đó nhiêu? Từ đây tới đó khoảng nửa tiếng anh. Nửa tiếng hả? Nửa tiếng lận đó. Nửa tiếng lận. Bây giờ cái đường này nó nhỏ nên nó có một lane nó hơi kẹt xe. Cái này lần đầu tiên anh tới không anh Cường? Đúng rồi, chưa tới mộ Tài, tới dự đám tang thôi. Đúng rồi, lần đầu tiên. Anh Ruy cũng vậy mà phải không? Lần đầu tiên luôn nên thì đang rất là nôn nao. Sao anh Cường thấy freeway bên Cali sao anh Cường? Rộng rãi ok nhưng mà xe nhiều quá. Xe nhiều quá hả? Quá nhiều. Rộng rãi hơn bên chổi nở không? Hả? Rộng rãi hơn bên chổi nở không? Không bằng. Không bằng bên này. Đường rộng quá. Sang mắc quá. Đúng rồi, sang quá mắc. Có nhiều chỗ để kẹt xe quá. Đúng, nhiều chỗ đường 5 đồng. Có cái hay là bên này xài Tesla nhiều quá, xe điện nhiều. Này Tesla nhiều hơn bên anh hả? Bây giờ là chuẩn bị lên dốc núi đèo để tới chỗ Chí Tài. Mà theo như Lộc Lê cho biết là từ nhà của chị Bé Heo mà tới đây là khoảng đâu từ 40 đến 45 phút, hơi bị xa. Chắc mình nghĩ là chị Bé Heo muốn cho anh Tài ở trên cao cao tí cho thoáng cho mát, cho nó yên ổn, không bị quấy rầy, cho nó gọi là yên tĩnh để anh còn phiêu sáng tác nhạc đời. Đẹp đấy đó. Là chắc cái đồi này đẹp không Lộc? Quá đẹp luôn nè, các bạn coi trước nè, sơ thôi đó. Khu này là khu Orange Hill, ở trên đây nó có một cái nhà hàng rất là mắc tiền luôn á. Mắc lắm hả? Mắc lắm. Trên núi á. Dạ. Nó là gì rồi dạng là 5-6 sao hả? Dạ, chắc 5 sao á. Nhà hàng thuộc loại... Ồ, trên kia nó phải nó đâu? Hình như là nó đó. Hill gì vậy? Orange Hill. Anh quẹo phải là tên kia có cái đó, nó sẽ có đường trên đó, Orange Hill. Trên này nhà trên này chắc mắc lắm hả? Trên đây nhà hàng triệu đô không á anh Ruy ơi? Thì đúng rồi, Mỹ mà, ở trên càng ở trên núi là càng mắc. Núi với là biển. Nay thì rất là hân hạnh được anh Cường chở đi, chứ thường thường em chở ảnh không à. Hôm nay được ảnh chở đi nên rất là hân hạnh. Cái máy quay em nó ngộ quá, xài không quen, thành thử anh phải lái để cho em quay. Phải không? Nhưng mà thằng Lộc nó sướng cái là biết sao không? Từ hồi xưa giờ nó chở người ta đi không à. Hôm nay nó được coi như là nghệ sĩ Nhật Cường chở đi, ngồi thảnh thơi nên mặt nó hớn hở quá. Quá tươi luôn. Mà có cái mình rất sợ nha, mà không dám chạy quá tốc độ, lỡ có chuyện gì một cái tiết kịch là mệt mình lắm. Đó, bây giờ mình đã vô tới. Đó, vào vô luôn. Vào vô luôn đó. Là tên gì đây? Holly. Holly Suffolk Cemetery. Giờ mình quẹo trái luôn anh. Quẹo trái hả? Dạ. Đó, nghĩa trang của anh Tài đây nè. Nghĩa trang anh Tài nghỉ chứ nghĩa trang của anh Tài. Anh Tài đâu mà mua nghĩa trang này. Chỗ anh Tài yên nghỉ đúng không? Nghĩa trang cho anh Tài yên nghỉ. Wow, quá trời người đi thăm người thân yên nghỉ nè. Rồi, quay phải đây luôn anh. Quay phải đây luôn. Không, người ta để xe rồi người ta dẫn liều rồi người ta ngồi đi chơi, người ta thăm người thân. Quá hay ha. Cái nơi anh Tài yên nghỉ cái view quá đẹp. Đó, ngày cái tượng đó luôn đó. Quá đẹp. À, ngày cái tượng đó luôn. Tượng đó hả? Ừ, tượng đó đó. Đẹp dữ vậy hả? Ừ, đẹp dữ. Ai đúng không? Cái người quen không? Chị Bé cũng biết đó. Lựa chọn đó. Đậu đây luôn anh. Đậu chỗ đây cho nó mát. Ừ, đậu đâu cũng được. Phía sau xe đó là mát vậy. Nhưng mà ở đây thì hay hơn. Ừ. Sau xe chẳng khác là mình chia đó. Đúng rồi. Giúp đỡ. Đúng không? Ừ. Rồi bây giờ mình tới đây. Bây giờ mình xuống thôi. Tắt máy. Tới rồi hả em? Rồi, bây giờ lóc máy thôi đúng không? Dạ. Ý lóc máy hàng kia sao nó ra thế? Trời! Ủa sao hai đứa em cũng ra lẹo cái gì? Thôi nôn nao quá ra coi với lại đây nhìn coi. Chỗ yên tĩnh đẹp ha, view đó kìa. Ê, nguy hiểm nha, đừng có nói mình tới đây mình chọn hai mày chọn miếng ở đây nha. Miếng gì? Miếng đất ở đây nè. Miếng yên nghỉ á hả? Ừ. Cũng được mà nó có chỗ. Gì ghê à, không có. Cái nơi chỗ này nó đẹp á, hiểu đúng không? Rồi, cái view đẹp quá. Ừ. Cái hàng cây quá đẹp ha. Rồi tự nhiên kêu người ta yên nghỉ đấy. Làm gì anh Cường? Thì nãy Ruy nó cũng ngắm ở đây thì anh cũng phải ngắm chỗ đây thấy cái view quá đẹp thiệt á. Ủa Ruy đâu mất à? Anh Cường. Gì? Lại đây. Rồi. Vậy là cái mộ anh Tài chỗ đây phải không? Không. Đây. Ruy hay quá. Đây. Mộ anh Tài hả? Đây. Ủa Ruy là mày á hả? Tại đó tự nhiên hết hồn luôn nè. Gì? Anthony Ruy Marie. Không, cái này Ruy chứ không phải Ruy hả? Cái tên em là y dài, cái này y ngắn. Ơi, làm hết hồn à? Mày có duyên có huông làm hết hồn. Anh cứ tưởng là cái chỗ này là mộ anh Tài. Ủa chứ mộ anh Tài ở đâu? Đâu biết, cái mới tới đây lần đặt. Đi theo em nè. Ồ, vậy là Phú Anh nó biết chị làm hết hồn đi. Chị Bé Heo chọn cái chỗ này là cũng là rất lý tưởng đó. Thiệt á, đẹp ha. Đó, có núi anh bạn ha. Phúc tới đây lần thứ mấy rồi Phúc? Lần thứ nhì. Lần thứ nhì hả? Là tới thăm anh Tài lần thứ nhì. Đúng vậy. Còn đi anh với Ruy lần thứ nhất cái gì? Đúng rồi, anh với Ruy tới đây lần thứ nhất. Em đi chung với hai anh nè. Còn Lộc thì bữa rồi dẫn em đi rồi. Bây giờ không nhớ được rồi đúng không nha? Rồi dẫn thử. Rồi đi vô đây. Có lần đi. Ủa là sao xí. Ủa chứ không phải anh tưởng là nằm ở dưới này hả? Mộ bia dưới đây hả? Hay sao nằm trong này? Trong hốc trong gì nè. Hốc trong gì đó. À tức là trong này là anh Tài. Cái hũ cốt. À nằm đó hả? Rồi đi. Phú Anh, bây giờ mình đi hướng nào Phú Anh? Cái gì vậy? Sao em quay vòng tròn vậy? Em tìm cái gì? Em tìm vòng tròn bên kia hả? Em đi tới đây, nói thiệt nè, bây giờ nói thiệt, tới đây mấy lần rồi? Em tới hai lần rồi, sao em quay vòng gì không biết định hướng mới làm trái phải. Sao bên nào? Anh Tài ở đâu? Hả? Chỗ biết, đâu vậy? Để em dẫn đi luôn cho. Trời ơi, mệt quá Phú Anh ơi. Tự nhiên giờ tới đây không biết, đứng quần. Không tới, chơi này lần thứ hai rồi mà không có nhớ. Nhưng mà lần đó có cái vụ mà gỡ cái bảng á. À đây à? Đây nè, đó. Chúng ta thấy này không? Vô cùng thương tiếc, nghệ sĩ. Đó, Nguyễn Chí Tài. UC, Nguyễn Chí Tài. Ngày sinh, ngày mất, năm mất, tháng mất. Là anh trai đang yên nghỉ trong này đúng không? Đúng rồi. Anh trai mình là đang khi mà hỏa táng xong là để anh trai yên nghỉ ở đây. Đằng sau coi như là Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria yên nghỉ. Bên kia là nhìn qua thấy đồi núi bao la. Đây khu này còn hoang vắng quá. Mới hả? Nhưng mà Lộc Lê có biết là ví dụ như khi mình tới đây cái học như gì thì bao nhiêu tiền không? Ở đây thì em biết giá nhưng mà ở chỗ mà Big Family đó là cái chỗ mà của chú gì đó Duy Khánh á, là 2.000 đô. 2.000 đô. Đó là lúc trước cái thời đó đó nha. Còn cái chỗ mà của mẹ em là 8.000. 8.000. Em nghĩ cỡ 5.000. Cỡ 5.000. Anh nghĩ cỡ đó. Không giật giá leo thang chắc cũng mắc nữa. Mắc, nghĩ mắc chứ không, không mắc hả? Bởi sao bên Virginia nó cao hơn bên nhà cao lắm á. Rồi anh có cái thắc mắc là ví dụ như những người mà bên Phật mà ở đây, ở Việt Nam thì người ta cũng cho cốt đưa vô chùa, còn ở đây có đưa vô chùa không hay là? Chùa không được để cho cốt đâu anh. À không được. Ở Mỹ là không được bỏ cốt trong chùa, tức là cũng phải làm theo học ở đây hết. Muốn chùa không được để lâu. Người thường hay là người bên Phật hay đạo hay cái gì cũng là một học. Nhưng mà này chứ rành riêng cho đạo Chúa nè, còn cái học Phật chắc là chỗ khác. Tại bởi vì người ta mới xây cái tượng đó. Đây có Việt Nam nữa. Cho nên đây nay mình tới gọi là thăm anh Tài thôi. Thì biết đâu là trong cái lúc này thì anh Tài ở trên xẹt xuống đó ghé thăm và hoặc là ở trên nó dòm xuống thấy nên mình tới thăm mà chứ xẹt xuống ghê quá, tưởng xét đánh ông ơi. Thì anh Tài cũng vui, cũng mãn nguyện. Có dịp qua đây lần nào thì cũng chắc phải ghé thăm anh Tài. Mới đó thấy mất đó, đúng là người rất là vô thường. Anh có nằm mơ thấy bao giờ chưa? Có một cái lần anh nằm mơ cách đây là khoảng đâu 1 tháng thôi, mà thấy vừa Tài về Văn Long luôn. Nó đọc hai người đời mà hai người lại cãi lộn. Tức là Văn Long là hát á, là gõ cốc cốc bằng cái đôi đũa mà vừa hát mà vừa fantasy. Còn anh Tài là anh hát đàng hoàng nghiêm túc. Đó, hát xong xuôi anh Tài đang đờn cho Nhật Cường hát cái bài Học trò của Việt Bờm á. Tại mình rất ấn tượng cái bài đó. Và một cái nguyện vọng của anh Chí Tài là xin Việt Bờm cái bài đó để về cover lại để Tài hát. Bữa anh Việt Bờm tới đây. Vậy hả? Nhưng mà chưa xong cái điều đó là anh Tài đã ra đi. Đó là cái điều đó ấn tượng trong đầu mình khi mình làm live show Nhật Cường Cười Để Nhớ 4 có anh Tài Việt Bờm. Thì anh Tài đã thực hiện cái đó chưa xong, cho nên cái điều đó khi anh Tài mất thì mình nhớ đến cái chuyện đó, hầu như là nó bị ghim vô đầu, thành thử nó nằm mơ. Thì sau cái đó đến Văn Long, cho nên cái giấc mơ đi vô liền hai người lúc. Thì anh kia cà rỡn đờn thì anh Tài đang hát, anh Tài mới nói chứ Long em im lặng cho anh đờn chứ Nhật Cường hát cái bài mà anh yêu thích coi, để chuẩn bị lên làm live show. Thì bắt đầu giật mình vậy. Một cái là biết lý do tại sao giật mình không? Sao anh? Con nhỏ hàng xóm á, người mẹ không biết nó cãi lộn với thằng bồ nó, chửi sùm hết rồi. Ở nhà là một cái rồi bên đầu giật mà lòng đánh mất giấc mơ. Rất là tức vậy thôi. Ruy. Đó, theo em thì em có giấc mơ nào thấy về anh Tài mà không? Không hả? Anh Tài là bảo đảm không bao giờ về bảo mộng với em hết á. Tại hồi còn sống mỗi lần mà gặp em đâu là thôi trời ơi đuổi thằng Ruy đi. Bởi vì anh Tài mà anh nghiêm túc lắm, anh thoại lời rồi là anh phải học, anh học thuộc hết cái lời đâu vô đó. Em phá hả? Cứ mỗi lần tới anh Tài đi chơi. Trời ơi đuổi nó đi. Đuổi nó đi mà đó, cái lần nào nên vậy mà tưởng là đuổi em đi, tưởng là em nợ tiền anh Tài. Bậy. Không có trả. Bậy. Lê Lộc đúng không? Sao cười. Tới đây nói chung là mình thăm anh Tài là thăm, nhưng mà cái chuyện nào mình cứ vui được thì mình đúng cứ rồi. Vui. Bao nhiêu kỷ niệm, thấy không? Vui có, buồn có. Tại sao không kể những chuyện vui cho nó vui, đúng không? Không mà anh Tài đi thì nói chung rất là đột ngột và ai cũng sốc, ai cũng buồn. Và thậm chí nó thật luôn là cái gì khán giả cũng rất là buồn. Nhưng mà với thêm một cái là anh Tài ảnh sống chứ bây giờ làm cho ai buồn lòng. Đúng rồi. Rồi ai mà có cái gì khúc mắc thì ảnh là người nhảy ra mà giải quyết á, bằng mọi giá để mọi người coi như là xóa hết những cái hiềm khích. Cái đó là cái hay, nên khi mà anh đi nó đột ngột quá, một cái sốc, với lại cái thứ hai nữa là sống như anh Tài vậy thì đâu có cái gì mà người ta phải ghét bỏ, nên người ta thương yêu không à. Nên thì mình cũng mong muốn sống được vậy, thấy không? Mà thấy Tài bị chửi không? Chửi thấy ông Cường chửi hoài đấy không? Chửi chim, nói một lần không nghe thôi, lần hai khỏi nói nữa. Chứ nói vậy mà nói nhiều nó không nghe cũng vậy. Hên quá, chỗ này không có gió, không có sột sướng. Thôi bye bye anh Tài. Tạm biệt anh Tài. Có gì thì tụi em sẽ ghé thăm. Đó, vô Lộc Lê, vô đó đi, nói gì đó đi. Đó, Tết này, lần này là lần thứ mấy rồi? Thứ 4 không? Thứ 5? Thứ 4. Hả? Thứ 4 á. Sao? Thứ tư rồi đó. Thứ tư hả? Dạ, lần đầu tiên em đi với ai? Lần đầu tiên em đi một mình. À, lần thứ hai em đi với ai? Lần thứ hai đi với ổng. Lần thứ hai đi với Phúc Anh. Lần thứ ba đi với ai? Đi mình. Đi mình tiếp. Đúng. Lần thứ tư bây giờ đi 4 người. Đúng, 4 người chính xác luôn. Đi với lại anh Việt Bờm với anh Hạng Thái Tú. Dạ, đây là lần thứ 5 á hả? À, thứ 5 cũng 4 người luôn. 4 người luôn. Vậy là 5 lần rồi. Vậy là em quá có duyên với anh Tài. Có duyên lắm. Có duyên. Vừa mới nằm mơ thấy ổng nữa nè. Vậy hả? Thấy gì? À, không trễ đâu. Cái đó để là chị tâm linh đi. Tâm linh đúng không? Cái này mình để nó mày tâm linh. Làm cho mọi người tức chơi hả? Dạ, tức chơi. Phúc Anh chắc không thích nói chuyện tâm linh, là mặt nghiêm túc quá. À. Cái vậy thôi, cũng xong anh như đó thôi. Hình như sắp tới sinh nhật của ổng rồi nè, tháng 8 ngày 15 bên Tài. Dạ. Còn mấy tuần nữa, 3 tuần nữa. Ok. Mình đi về. Chào anh Tài. Ủa làm gì thì mình ngồi đây Ruy? Nắng quá, ngồi nghỉ mệt một chút. Khát nước nữa. Khát nước dễ quá, trời ơi nước nè. Đó. Dạ. Nóng quá. Ủa cái gì vậy? Nóng. Nhưng mà cái nước đâu có uống được. Ủa vậy hả? À, ngồi là lên xe lấy nước uống. Ờ. À, trời ơi. Uống gì để mình ngồi đây có tấm bảng gì kỳ nè. Bảng gì? Gì coi thử coi. Cấm thú. Gì cấm gì? Đó. Cấm thú vật. Cấm thú vật ngồi đây đúng rồi, em không được ngồi đây. Gì vậy? Hả? Em người đâu phải thú vật đâu mà ngồi đi. Không, ý anh nói nè, bây giờ lọc lê quay cho rõ nè. Nhìn cái khung cảnh nè, mày ngồi đây nguy hiểm không? Đó, coi thấy con đường nè. Nó dính chiếc xe nè, thấy không? À. Thấy cái ngã ba không? À. Lỡ ngã ba nó xuống này, nó né xe nữa qua là cái bưng gửi lại 2 chân em sao? Trời thấy ghê quá ông ơi. Thấy không? Ôi. Phải ăn con coi nồi ngồi coi hướng chứ nguy hiểm chứ. Ai biết đâu mệt thì thấy cái. Thì bây giờ em ngồi trên gốc cây này nó yên tâm nè. Đó ngồi đi. Rồi đó, đó ngồi xuống đó. Rồi ok xong chưa? Rồi. Thôi Lộc Lê đừng quay nữa. Ba anh em mình đi về cho nó ở lại. Ủa gì hả? Gì hả? Ủa? Ủa? Chìa khóa đâu? Ủa chìa khóa đâu Phúc Anh? Em đâu có đâu. Ủa Lộc Lê? Em cũng không có anh ơi. Không có giữ anh ơi. Ủa? Ủa chìa khóa đâu? Mấy anh về mình khỏe nha. Mấy anh về được con mấy anh á. Ủa là sao? Chìa khóa nè. Hả? Nó giữ chìa khóa sao về? Cái thằng Ruy này nó khùng nặng. Mặt nó háo thắng không? Nó cầm chìa khóa nó cười ha hả. Ruy, giờ mày cần 3 đứa anh quỳ lạy mày không hả? Lên tiếng coi. Sao? Sao? Giờ sao? Bao nhiêu năm ta không bỏ bạn, nghĩ sao bạn bỏ ta vậy? Nhớ nghe, đừng bao giờ chơi bỏ bạn giữa đường nghe chưa. Chơi vậy là không tốt đâu. Chơi vậy là tại bạn á, bạn ngồi và đó, bạn nghĩ mệt nhiều quá. Trong khi ở nhà nó còn công chuyện kìa. Ừ thì kêu về, ai mà chơi vậy. Thôi vậy thì nói chung là chia sẻ đến cho cả nhà. Thì cái điều cuối cùng thì mấy anh em tôi chỉ biết cảm ơn đã ủng hộ và đồng hành. Thứ hai nữa là mấy anh em tôi cùng cảm ơn, rất nhiều cảm ơn và chia sẻ cùng cả nhà và biết chúc và mạnh khỏe thôi. Bây giờ Ruy chúc Ruy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi từ đầu tới đuôi. Thực sự ra là đi thăm anh Tài, rất thương nhớ một người anh trong nghề. Và hồi nãy giờ cũng có những cái giỡn cho nó đỡ buồn đi trong cái nữa. Cái nỗi buồn thì ai cũng có cái nỗi buồn đó. Nên thì quý vị khán giả cũng vui vẻ, hoan hỷ trong những cái chuyện này. Cảm ơn quý vị khán giả. Bây giờ không sao đâu. Anh không lái, em không lái, Phúc Anh không lái. Cái thằng cầm camera nó quay lái, đừng có cười nữa. Mày nói tiếng cuối đi, tao cầm giùm cho nè. Nói tiếng cuối đi, nói tiếng cuối đi. Nói cho hay đi, sau đó lái. 2, 3. Ok, bây giờ. Bây giờ sao, bây giờ sao? Đó. Hồi nãy gì? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Trời ơi nãy giờ ông chọc hai ông chọc cười quá trời cười. Thôi bây giờ để em lái cho, hai anh khỏi lái. Tại anh đâu phải quen đường đây đâu, mất công làm GPS nữa. Rồi. Rồi, cũng cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian ra xem cái video này nhé. Nhớ đăng ký và ủng hộ.